Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ đồ đề nhật của Thiện Phú. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, 2024. Thiện Phú lên trên em một lô đồng hồ gồm 30 mẫu sản phẩm nha anh em. Và Thiện Phú sẽ review từ mẫu số 1 cho đến mẫu số 30. Anh em theo dõi và chọn lựa cho mình mẫu ưng ý nhất. Đây là mẫu số 1 nha anh em. Chiếc này là hiệu Elgin. Elgin USA. Chiếc này thì còn hợp mới về nha anh em. Này còn hộp sổ đầy đủ luôn. Và chạy pin nha anh em, con này chạy máy pin. Đính đá rất là nhiều luôn. Con này niềng đính đá, dây đính đá như là một cái lắc vàng nha. Chiếc này chạy máy pin và chạy 3 kim. Vòng tay còn rất là rộng nha. Mặt sau vẫn chưa xé siêu luôn. Mới gần như là 100%. Xe mặt 35. Chiếc này mẫu số 1 nha anh em, có giá là 1.600.000. Chạy máy pin của Nhật, thương hiệu của Mỹ vậy. Qua mẫu số 2 nha. Mẫu số 2 là một chiếc đồng hồ hiệu Goldfield. Chiếc này thì mặt màu đen và chạy 3 kim. Con này nó có hai cái núm nha, cái núm trên này thì nó có thể là chỉnh được cái vòng bên ngoài này. Chỉnh những cái giờ thế giới với cái như bản đồ thế giới. Trên này nó có những cái nước này, Mexico này, New York. Đấy, nhiều nước London rồi xung quanh như thế này. Chiếc này thì chạy máy pin Thụy Sĩ nha anh em. Núm này thì chỉnh giờ. Núm này để chỉnh giờ này. Chiếc này thì có cái logo hình mũi tên ở đây, là dây khóa nguyên zin hết toàn bộ. Xe mặt 41 nha anh em, toàn thân thì làm bằng thép đúc không rỉ. Mẫu số 2 có giá là 2.150.000. Chạy máy pin Thụy Sĩ. Qua mẫu số 3 là một chiếc đồng hồ hiệu Senco. Chiếc này thì chạy máy cơ tự động, máy vàng. Con này chạy 26 chân kính nha nè. Con này chạy 26 chân kính, đồng hồ cơ cổ Senco. Bọc vàng rất là dày. Mặt sau thì có hình con cá heo. Để Thiện Phú mở cái máy cho anh em xem nha. Trước dạng cứng quá, mở chưa ra luôn nha nè. Cái máy nó vàng đẹp lắm nha nè. Máy này máy vàng đẹp lắm. Con này có lịch lọc góc 6 giờ và lịch góc 3 giờ luôn. Kính là bằng kính 10K. Xe mặt là size 36.5, gần 37 luôn nha nè. Cái dòng cơ cổ mà 37 thì nó cũng khá là to rồi. Máy nó máy vàng rất đẹp luôn nha anh em. Máy vàng rất là mới luôn. Chiếc này mẫu số 3 có giá là 1.600.000 nha. Anh em
thích xem máy chiếc này thì Thiện Phú sẽ mở máy qua nhắn tin, qua chụp hình qua Zalo nha. Hiện tại bây giờ Thiện Phú không đem theo cái đồ mở bằng bốn cái chân này. Máy thì bao máy đẹp luôn, máy chuẩn xịn của Seiko. Qua mẫu số 4 nha. Mẫu số 4 là một chiếc đồng hồ hiệu là Michael Kors nha. Chiếc này thì thương hiệu của Mỹ, mua mới tầm 5-7 triệu, chạy 3 cốt 6 kim. Mặt của nó đính đá rất là đẹp nè, ba cái vòng tròn màu đen và được đính đá đen trên trong luôn nha anh em. Vậy còn bên ngoài đính đá như là kim cương, 12 cột số la mã, toàn thân được mạ vàng, chạy 3 cốt 6 kim, size mặt 43, vòng tay cũng rất là rộng, độ mới rất cao luôn. Ở đây chưa xé siêu ni lông và ở đây cũng chưa xé luôn. Ở đây còn một xíu ni lông nữa. Lên tay. Mẫu này mẫu số 4 nha, có giá là 1.600.000. Qua mẫu số 7, mẫu số 5. Mẫu số 5 là một chiếc đồng hồ hiệu là Bowsmith. Chiếc này mặt màu đỏ nha anh em. Mặt đỏ, form của nó hơi bầu bầu như này. Dây thì như này, dây lụa như này. Dây lụa như này. Chiếc này thì chạy máy pin của Nhật. Chiếc này sản xuất Trung Quốc tại Nhật luôn. Size mặt 30 gần 34 nha anh em. Nó có độ dài và nó bầu. Lên tay này. Dây của nó rất là đẹp. Con này mẫu số 5 có giá là 1.100.000 và nó có cái tông đơ ở đây nha anh em. Cái tông đơ ở đây có thể là kéo ra vô được nha. Chỗ đây này, kéo nâng cái này lên là mình kéo con ra vô được. Mẫu này mẫu số 5 có giá là 1.100.000, màu đỏ nha anh em, mặt đỏ. Qua mẫu số 6 nha. Mẫu số 6 là một chiếc đồng hồ hiệu Caniva. Chiếc này thì khá là độc. Còn hộp sổ đầy đủ luôn. Màu chiếc này màu lam nha anh em, màu lam. Kính sapphire chống trầy, chạy 21 chân kính. Và nó có lịch thượng làm như cái trăng á. Và lịch lọc góc 6 giờ. Lịch chuẩn bị nhảy. Con này bên ngoài này có chấm bi dạ quang và ở trong thì có đính những cái viên đá như là kim cương. Mẫu này thì chạy máy Miyota của Nhật. Dòng này chạy máy rất là bền, máy rất là xịn luôn nha anh em. Dây khóa nguyên zin hết toàn bộ. Dây này rất là xịn nha, xịn của hãng luôn này. 1986 của Caniva. Size mặt 40.5. Lịch màu xanh nha anh em. Chiếc này lịch màu xanh, chạy rất là mềm mại và chạy rất là chuẩn nha. Mẫu này mẫu số 6 có giá là 3.300.000, cơ tự động. Qua mẫu số 7 nha anh em. Mẫu số 7 là một chiếc đồng hồ Fubo Design. Chiếc này thì nằm trong cái hộp gỗ, hộp gỗ rất là xịn nha. Gỗ này gỗ thật, gỗ nhập. Chiếc này thì chạy máy cơ tự động và nó có một cái kim xăng từ đây lên đây. Khi mà lên xăng thì cái kim này nó sẽ tăng lên nha anh em. Lên cốt phụ cho nó là nó lên kim xăng. Tích cốt đến 40 giờ.
Chiếc này thì chạy 5 kim. 3 cái kim chính nhất bên trong này thì chạy kim phút, kim giờ và kim giây. Thì cũng giống những đồng hồ khác, nhưng mà bên này thì nó chạy cái vòng tròn bên này, cánh quạt bên này là chỉ thị được 31 ngày. Bên này là chỉ thị báo kim chỉ xăng. Chiếc này toàn thân được mạ vàng hồng và toàn dây thì còn nguyên zin. Dây còn nguyên zin luôn nha anh em. Hôm trước Thiên Phú có lên một chiếc đồng hồ cũng khá là giống con này. Nhưng mà chiếc kia thì nó không mới mà con này nha anh em. Thiên Phú như bán con kia là 2,4 triệu. Chiếc này thì mặt sau vẫn chưa xếp xin nylon, có cái búa vàng rất là đẹp, bộ máy rất là xịn sò luôn nha anh em. Chiếc này thì Thiên Phú bán cao hơn chiếc kia một xíu, bởi vì chiếc này mới hơn và nó có cái hộp gỗ cao cấp hơn. Xe mặt là 40 lên tay nha anh em. Con này có hai kim phúc và kim dừa, có dạ quang. Nhìn chiếc này rất là xịn luôn, bộ máy rất là chắc. Chiếc này mẫu số 7 có giá là 2.550.000. Qua mẫu số 8 nha. Mẫu số 8 là một chiếc đồng hồ diesel. Chiếc này thì còn hộp hộp sổ đầy đủ. Màu chiếc này cũng hơi màu đen mà ngã qua màu xám nha anh em. Hơi xám xám. Diesel nằm trên cái khung này. Và để chống nước là 10W. Chiếc này chạy 3 kim. Độ mới khá cao. Dây khóa nguyên zin toàn bộ. Mặt trong này có dấu hiệu, chưa có dấu hiệu đeo nhiều nha. Mặt trong, mặt sau này thì có xin lông chưa xé. Đây, như là bên trong này là có thương hiệu diesel này. Cái dây của nó nhìn bên trong này chưa có dấu hiệu đeo nhiều nha. Xe mặt chiếc này là size 43 hơn. Và bốn chân dây là size 48 nha. Chiếc này mẫu số 8. Chiếc này mẫu số 8 nha anh em. Mẫu số 8 có giá là 1.450.000. Qua mẫu số 9. Mẫu 9 là một chiếc đồng hồ hiệu Angen Clover. Chiếc này thì mặt nó màu cũng không phải màu đỏ, cũng không phải màu cam, mà nó màu nó nghiêng về màu giống như màu mận chín nha anh em. Nó cũng hơi hồng hồng nhẹ nhẹ. Chiếc này thì cọc số học trò chạy 3 cốt 6 kim. Dây thì dây nguyên bản nha anh em. Dây nguyên bản, dây rất là xịn. Dây cái màu dây này, màu dây bên trong màu cam. Dập chìm thương hiệu Anger Clover. Khóa nguyên zin nha anh em. Chiếc này xe mặt 45. Chạy 3 cốt 6 kim. Hoạt động toàn bộ nha anh em. Những cái kim này được hoạt động hết. Chiếc này mẫu số 9 có giá là 1.450.000. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 một chiếc đồng hồ hiệu diesel. Chiếc này chống nước để là 10W chỗ này. Diesel thương hiệu trên đây và mặt màu xanh dương. Chiếc này chạy 3 kim và cái kim dây của nó thì màu vàng. Toàn thân thì làm bằng thép đúc không rỉ. Chỗ này thì còn sớ đầy đủ nha. Vân sớ còn đầy đủ, chưa đánh bóng spa hết. Nguyên zin như vậy. Chiếc này thì dây nguyên zin. Dây thì đã đeo qua sử dụng rồi. Con này đây sử dụng nó như màu như này nha anh em. Thì xem. Chiếc này cũng xe mặt 45. Đồng hồ đi xem thương hiệu dầu hỏa. Con này mẫu số 10 có giá là 1.350.000. Qua mẫu số 11. Mẫu số 11 là một chiếc đồng hồ hiệu Mert. Chiếc này chạy máy cơ tự động nha anh em.
và nó chạy ba cái cục cục kim phúc, kim dừa và kim dây, nó nằm rời với nhau, tách rời từng cây kim như thế này. Kim dừa nằm ở trên này, kim phúc nằm giữa và kim dây nằm ở góc dưới này. Còn cây kim này là chạy 24 giờ nha anh em. Mặt màu xanh nha anh em, con chiếc này mặt màu xanh. Xe mặt là 42 mét. Chiếc này liền xoay được. Có một cái chấm ở trên này, nó có dạ quang. Được trang bị máy lụa cơ sau. Dây này nhìn khá lạ nha anh em. Chiếc này mua mới cực kỳ cao tiền. Con này mẫu số 11 có giá là 2,1 triệu. Vòng tay tầm 18 nha anh em, 18,5, 18 đến 18,5. Chiếc này có núm sông ốc chống nước luôn. Chỉnh ba cái kim rời với nhau như này. Như này là 9 giờ nha anh em. Như này là 9 giờ, cái kim giờ nó nằm ở vị trí số 9 và kim phút nó nằm ở vị trí số 12 là 9 giờ. 9 giờ 15 này. 9 giờ rưỡi. 9 giờ 45 và đây là 10 giờ. Rồi mình chỉnh cái núm dặn lại cho sông ốc chống nước lại. Rồi chiếc này mẫu số 11 nha, có giá 2,1 triệu. Qua mẫu số 12. Mẫu số 12 là một chiếc đồng hồ của Nhật. Con này hiệu là Timex, chạy máy Nhật. Con này chạy 24 giờ, chạy Tunograph. Nó có 6 kim nha anh em. 3 cốt 6 kim. Kim này kim gì mà mình bấm nó nhảy gì số 0. Bấm cái nữa nó chạy liền số 24. Đấy. Cái kim dây ở dưới thì nó lại chạy kim trôi nha anh em. Cái kim ở dưới nó chạy trôi. Kim trên thì nó chạy giật như này. Nhưng không biết là nó chạy rất là nhiều kim như này. Nói chung là cũng không biết hết chức năng của con này. Chưa biết hết nha anh em. Chiếc này thì chạy máy pin để kim dưới kim trôi như này. Cái dây của nó như này nha nè. Dây của nó đang giống như cái hình như này. Đang lưới nha. Con này nhìn khá là lạ, chưa gặp bao giờ. Chiếc này mẫu số 12 có giá là 1,350 triệu. Xe mặt 42. Chạy hai kim dây luôn. Chiếc này mẫu số 12 giá 1,350 triệu nha. Qua mẫu số 13. Mẫu số 13. Đây là một chiếc đồng hồ hiệu Burberry. Burberry nha anh em, mới can luôn. Chiếc này mua mới 590 đô la. 595 đô la. Mười mấy triệu nha em. Chiếc này mua mới mười mặt hơn chục triệu. Khoảng 12 triệu. Kính sapphire chống trầy. Chiếc này kính sapphire nha em. Và chạy máy V8. Con này chạy máy V8 của Thụy Sĩ. Máy vàng. Con chiếc này chạy máy vàng nha. Con này mới can luôn. Chiếc này vòng tay còn rất là rộng. Xe mặt 38,5. Núm này rất đẹp. Burberry, một dòng thương hiệu cũng khá lớn. Mua mới hơn 10 triệu, bây giờ bán lại có chiếc này 2,850 triệu nha nè. Chiếc này 2,850 triệu. Hợp đầy đủ.
qua mẫu số 14. Mẫu số 14 là một chiếc đồng hồ full lo bo. Chiếc này lo bo nha nè, và nó có những hoa văn trắng rất đẹp. Chạy 3 cốt 6 kim, kim xanh. Toàn thân là bằng thép đúc, dây khóa nguyên zin, có cái logo ở đây nha nè. Mặt sau lộ cơ sau. Xe mặt 41.5. Chạy máy cơ tự động của Nhật. Lo bo là một dòng thương hiệu của Nhật. Dây chốt khóa nguyên zin toàn bộ nha anh em. Có lịch chân sau góc này và có lịch nằm góc xéo góc 4 giờ rưỡi. Kim bên này là chỉ thị lịch lịch ngày, bên này lịch tháng này, dưới chạy 24 giờ. Con này thì mẫu số 14 có giá là 2,1 triệu. Qua mẫu số 15. Mẫu 15 là một chiếc đồng hồ hiệu DVDUB, mặt màu trắng men. Con này mặt trắng men, chạy 2 kim, cọc số vàng hồng và kim vàng hồng. Toàn thân cũng được làm vàng hồng luôn. Con này mặt sau vẫn chưa xé sinilon, chạy máy pin. Con này chạy máy Nhật vàng, máy vàng nha anh em. DVDUB dày cũng rất là mới này. Và cái size của nó cũng khá bự nha. Size của nó là size 41. Và cái độ mỏng của nó khá mỏng. Mỏng chỉ có 5 ly thôi nha anh em. Chiếc này mỏng 5 ly. Con này mẫu số 15 có giá là 1,1 triệu. Còn mẫu số 16. 16 là một chiếc đồng hồ hiệu Goes. Có hình dấu hỏi và có hình tam giác. Chiếc này chạy 3 cốt 6 kim. Toàn thân được mạ vàng gold. Mặt nó có hoa văn lỗ như tổ ong nha nè. Có những cái đàn cái lỗ như tổ ong này. Độ mới thì 100% luôn. Dây của nó là dây silicon mềm mại như này. Làm rất kỳ là liên lạc như này nha nè. Chiếc này khá mới, mặt sau vẫn chưa xé siêu ni lông và chạy máy pin Nhật. Dây nguyên zin. Cái tát này vẫn chưa xé luôn nha anh em, thì con này là còn mới 100% luôn. Xe mặt 45. Mẫu này nó có đính những con ốc đây này nha anh em. Con này mẫu số 16 nha. Có giá là 1,7 triệu. Chạy máy pin Nhật. Qua mẫu số 17. Mẫu 17 là một chiếc đồng hồ hiệu Long Sinh. Chiếc này thì chạy máy pin của Nhật. Xe mặt 37. Con này kính làm bằng kính sapphire chống trầy nha anh em, có khả năng kháng nước. Núm của nó thì có cái thương hiệu Long Sinh ở đây cái núm. Con này mới 100% luôn, chưa xé sinh lông. Dây đề mi. Mặt sau có đính như con ốc. Chiếc này mẫu số 17 có giá là 1,350 triệu. Cái mặt mỏng, xe mỏng của nó là 5,5 ly. Trên góc này nó có hình cánh chim. Qua mẫu số 18. Mẫu 18 là một chiếc đồng hồ hiệu là Lomon. Chiếc này thì chạy máy pin Nhật. Chiếc này nó đính đá rất đẹp nha nè. Nó đính hai cọc số như kim cương và một cọc số là la mã.
hai cục số kim cương thì một cục số La Mã cắt như thế này. Ở trên này thì bốn góc này nó đính đá rất là đẹp, đính 5 viên đá. 5 viên đá tượng trưng cho ngũ hành, 5 viên. Đấy, 5 viên nha anh em. Toàn thân thì được bọc La Mã vàng rất là đẹp. Dây vàng luôn nha anh em, như một cục vàng. Chiếc này lên tay thì cực sang. Xe mặt 38 nha nè. Con này mẫu số 18 có giá là 1.600.000. Qua mẫu số 19. Mẫu số 19 là một chiếc đồng hồ Heiman. Chiếc Heiman này thì chạy máy pin của Thụy Sĩ, chạy hai kim nha anh em. Con này khá là hiếm gặp. Và góc này, góc 6 giờ này có một cô có sổ lực. Con này máy pin của Thụy Sĩ. Switch mat ở đây và nó có hoa văn bên trong rất đẹp. Hoa văn bên trong này nha anh em. Cọc số La Mã. Chiếc này thì có thể mở nắp và soi gương được nha anh em. Mở nắp ở đây. Ủa thì cũng nhớ là mở nắp. Mở nắp bên này. Hơi cứng ta. Con này mở nắp ở đây. Con này vòng tay cũng rất là rộng nha anh em. Nó còn mắc dây. Tiền Phú đang đeo chiếc này. Nó còn một mắc dây, đoạn dây nữa nha. Nó còn một đoạn dây nữa. Chiếc này mua mới hơn 10 triệu nha anh em. Mua mới hơn 10 triệu nhưng mà bây giờ thì bán giá khoảng 2.1 triệu thôi. Xe mặt 27.5 và 4 chân dây là size 37. Đây mở mở nắp này, hơi cứng bên trong này. Con này chạy máy V8 Thụy Sĩ nha anh em. Cái chỗ này có thể soi gương được này. Soi gương này nha anh em. Con này hiếm gặp, một chiếc thứ hai nha anh em. Mẫu số 19 này có giá là 2.1 triệu. Qua mẫu số 20. Mẫu số 20 là một chiếc đồng hồ chạy máy pin của Nhật. Chiếc này thì mặt số 2 lòng và nó là bằng đá opal. Đá opal nằm bên trong, nó có những cái ô bên trong rất đẹp. Chiếc này chạy máy pin và con này thì dây chút khóa nguyên zin. Dây màu xanh nha anh em, toàn thân được bọc vàng. Xe mặt là 25, dành cho nữ nha anh em. Dành cho nữ đeo lên thì cực sang. Chiếc này mẫu số 20 có giá là 1.1 triệu. Qua mẫu số 22 nha. Mẫu số 21 anh em. Qua mẫu số 21. Mẫu số 21 là một chiếc đồng hồ hiệu là Sonne Hauri. Chiếc này chạy máy cơ tự động, mặt màu xanh dương. Mặt màu xanh dương như thế này. Chạy 2.5 kim nha anh em. Chiếc này chạy 2.5 kim, lộ cơ góc này và 2 kim phút, kim giờ và kim dây nó thì nó có cái đinh ba chạy như này. Nó có một cái chỗ này là một điểm màu đỏ. Trên cái mặt, cái niềng của nó thì đính những cái cọc những con ốc thể hiện nó làm rất là mạnh mẽ. Mặt sau, lỗ cơ sau, chiếc này chạy máy Nhật. Chiếc này chạy bộ máy là IN77A. Nó thiết kế dây của nó này chống trơn trượt, giống như cái bánh xe nha nè, chống trơn trượt như này. Bên trong lớp da cao su và bên ngoài là một lớp da màu xanh. Dây này rất xịn. Xe mặt 41. Độ mới cực kỳ cao luôn. Con này mẫu số 21 có giá là 2.650.000. Qua mẫu số 23. Không có mã số 22 nha anh em. Mã số 23 là một chiếc đồng hồ
Thụy Sĩ. Chiếc này dành cho nữ, chạy 17 chân kính. Con này chạy cơ cót. Con này cọc số của nó cọc số La Mã. Thiết kế khá đẹp. Toàn thân được bọc được mạ vàng như này. Sáng bóng luôn. Chạy cơ cót nha nè. Con này lên cốt 17 chân kính. Chiếc này xe mặt 25 như là một cái lắc vàng như vậy. Lắc vàng này. Con này mẫu số 23 có giá là 1.650.000. Thụy Sĩ. Qua mẫu số 24. Mẫu 24 là một chiếc đồng hồ hiệu là Red Tiger. Chiếc này chạy automatic nha em. Chạy 3 kim. 3 kim trắng như này. Cái núm nó rất là tròn. Và nó có cao su. Có một cái vòng cao su ở đây. Cái kính của nó thì nó tròn như là một viên bi vậy. Con này toàn thân làm bằng thép đúc. Xe mặt gần 45 nha anh em. Con này nó thiết kế dây như này, dây da ngựa. Con này dây da nó làm bằng dây da ngựa nha. Dây da nguyên zin. Bộ máy của nó thì rất là đẹp. Nó có một cái búa đây, cái búa màu đen nha anh em. Cái búa đây màu đen như này. Đây là cái búa của nó nha anh em. Red Tiger nó được in chìm ở trong cái sườn này. Chiếc này mẫu số 24 nha, có giá là 3 triệu. Qua mẫu số 25 là một chiếc đồng hồ hiệu Caniva. Chiếc này cái form của nó form Omega. Chạy máy cơ tự động. Mới gần như 100% luôn, chia sẻ xin ni lông, niền đính đá, mặt vàng và 12 cột số đính đá luôn. Có trải tia nha nè, con này mặt có trải tia. Chiếc này lên tay thì rất đẹp luôn rồi. Cái mắt dây của nó cũng khá đẹp. Xe mặt xe mặt chiếc này là 39 nha anh em. Xe mặt 39. Dây vẫn chưa cắt dây luôn. Chiếc này mẫu số 25. Có giá là 2.2 triệu. Qua mẫu số 26. Mã số 26, chiếc này là một chiếc đồng hồ của Nhật, nó nằm trong cái hộp Valentino. Chiếc này thì chiếc này là Thụy Sĩ nha nè. Chiếc này Sunrise Swiss. Chiếc này của Thụy Sĩ, cọc số vàng và đá nó làm bằng đá ceramic màu xanh dương, chiếc này màu xanh hình như là màu xanh lá cây thì vậy. Màu xanh lá cây thì vậy. Xe lá chuối nha nè, xe nục chuối á. Xe nục chuối kết hợp với màu vàng. Máy biên Thụy Sĩ nha nè. Mẫu này dành cho nữ, xe mặt 22. Vòng tay thì còn rất rộng. Con này mẫu số 26 nha. Mẫu số 26 có giá là 800. Cọc số vàng. Cọc số nó vàng như này và góc 12 giờ thì nó có đính một viên đá. Kính sapphire luôn.
qua mẫu số 27. Mã 27. 27 là một chiếc đồng hồ chạy máy cơ tự động nha em. Mẫu này chạy máy cơ tự động. Và máy mẫu này như lên cúc tay thì phải. Mẫu này lên cúc tay nha em. Lên cúc tay chứ không phải tự động. Máy vàng. Mua mới thì 38.000 yên. 38.000 yên. Con này cái niềng của nó khía 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 nha này. Xe mặt 38.5. Mẫu này mẫu số 27. Mẫu số 27 có giá là 2.1 triệu nha. Qua mẫu số 28. Mẫu số 28 đây là một chiếc đồng hồ hiệu Henry London. Henry London nằm trong một cái hộp như thế này và mặt của nó thì màu một đồng hay là màu gì đây? Hơi cam cam. Toàn thân thì được mạ vàng hồng. Con này mới xé siêu ni lông mặt sau này, vẫn còn dính keo. Dây khóa nguyên chinh, dây màu xanh, dây chiếc này dây màu trắng. Dây trắng và chạy 3 kim. Mẫu này thì chạy máy Nhật. Chiếc này mẫu số 22 có giá là 1.650.000. À, mẫu số 28 chứ, mẫu số 28 có giá là 1.700.000. Qua mẫu số 29. Mẫu số 29 là một chiếc đồng hồ hiệu Caniva của Thụy Sĩ nha. Chiếc này thì màu xanh dương. Màu xanh dương. Chạy 3 kim. Độ mới cao. Dây này rất là bóng. Caniva. Con này chạy máy pin Thụy Sĩ. Mặt màu xanh như thế này. Xe mặt là gần 40. Mẫu này mẫu số 29 nha. Có giá là 1.800.000. Qua mẫu số 30. Một chiếc đồng hồ hiệu Tentop. 30 là mẫu số cuối cùng nha anh em. Tentop. Còn hộp. Chiếc này chạy máy cơ tự động và nó được đính kim cương nhân tạo nha anh em, được đính kim cương nhân tạo ở đây mình trên này. Cái mặt của nó màu trắng nhưng mà nó có hình trải tia như này, như những cái muối cam, cái muối như này, như cái trong trống quay á. Sát lại cho anh em thấy cái vân của nó nha. Vân của nó giống như nổi 3D nổi lên như vậy. Cọc số thì nó có 4 cọc số la mã, còn lại đến kim cương. Con này xe mặt 30 gần 39 nha. Chạy máy lụa cây sau ten tớp. Chiếc này thì vòng tay vẫn chưa cắt dây. Chưa cắt dây. Cái tay này thì phải 20. Con này mẫu số 30. Chiếc này giá là 2.000.000 nha. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ điện nhật của Thiện Phú. Và xin hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.